Xin chào anh em, nay cập nhật xe gà mới à. Chủ yếu phải phép báo mấy cái xe mới về nha anh em, còn những cái xe cũ thì giá hôm nào cũng có báo cáo anh em hết rồi. Có gì đó thì anh em muốn ngắm thêm thì lật lại của video cũ ha. Hôm nay quay lướt lướt qua mấy cái xe mới về để anh em tham khảo. Superim anh em ha, Superim khá là cọc, đẹp lắm nha anh em. Hôm nay mới về rồi gà giếp dưới clip cũ, cái xì bo bắn rồi cho anh em nè, thay lớp 9 hai càng ha. Còn mấy cái kia thì y như mọi clip trước thôi, có gì đó là phép ghép vô thêm. Này phụ trợ ít nè, phụ trợ cũng mới dày nữa nè, mới dày. Cái này 34 triệu phép không có phích nha nè, xe đẹp. Xe này chỉ có dập mới phụ trước thôi, vỏ đầu còn nè ha, biết đó. Còn cái này AB cọp vậy nè, AB này đi bao đúng đồng hồ vậy nè, 6.000 cây mua ngay chủ luôn, xe chùm mền hai cái trong là bị thái vậy nè ha. Cái này 50, cái này 60, chiếc này 50 mấy triệu nha nè, nó muốn mà cao hơn bị thái luôn, tại vì xe cọp anh em ha. Rồi giấy này thì nó y như mọi khi anh em ha, để phép lại đằng kia phép cập nhật tiếp tục đằng kia cái nữa là ok rồi. Cái này quay ớt cho năm ha, quay ớt 100, quay ớt Việt 500 ha, mới về chưa cắt giấy luôn. Còn cái này này cái gì không nhớ luôn, cái này mở ít kinh anh em ha, mở ít kinh, mở cái kinh này cũng như cái thùng vậy nè, mới chắc à, bản đặc biệt như em ha. Hai xe này mới về, bây giờ em vừa thấy thì cái dưới bóc xe ra cho thấy thùng đấy, cái này bản limited như em, bản limited mới về. Cái này hạt cho 50 anh em, trên 50 này còn 24 triệu rồi nha anh em. Cái này ạch một càng mới về vậy nè, chạy chơi đi con, nó không có bị da cũng dễ chạy. Cái này biển 67, còn cái này thì thằng em từ Bình Dương, từ Bình Dương về đam mê thì xuống lặn lội tới đây 3 giờ sáng để mua cái xe này, quá đẹp. Còn này không phép đi lấy ở bên An Giang, mình Chi Lăng, xe chính chủ luôn nha anh em, chính chủ luôn, chính chủ luôn, có một anh đó làm giáo viên nha anh em. Rồi với Edcon này, Edcon này cũng mới về nó nha anh em. Edcon này thì giá nhưng cũng rất là ok nha anh em, 43 triệu. Rồi xe chia Win ha, phép điểm mấy cái xe nào mà mới mới thôi, còn mấy cái xe hình thức cũ thì ta không có quay ăn ghen. Cũ thì nói cái clip vô nghe, cúp tâm hải quan nha anh em, xe này hồ sơ là từng tới có rồi đó, xe máy móc duyên zin chưa đụng chạm nha anh em, thiếu bẩn y như video vậy nè, đẹp lắm nha anh em. Rồi ok anh em, cảm ơn anh em đã bỏ thời gian coi video, anh em cần xe nào thì alo cho sang trường giùm phép nha anh em ha. Rồi xin cảm ơn.